你这个很多肉米的。Hello everyone, come back to my channel. Please cook with me. Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn món đầu gà chiên. Đây là đầu gà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái đầu gà. Và trước tiên thì mình sẽ đem nó đi luộc trước. Mình sẽ cho nước vào để luộc gà. Đợi gà sôi thì mình sẽ đập tỏi ớt trước. Thái ớt luôn. Giờ gà đã chín rồi mình sẽ vớt nó ra đây. Ít rau thơm vào để cho vào nhìn cho nó hấp dẫn. Mình sẽ cho hành và rau mùi vào.
ra ngoài đĩa, bảy nó ra đĩa. Các bạn cùng thưởng thức món này với mình. Mình sẽ ăn thử miếng cổ này. Thì đã được luộc nhìn rất là mềm. Có cả mùi thơm, rau mùi và vị cay. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái đầu này nha. Rất là để cầm hai tay. Cái da của nó. Ăn thử cái mắt của nó. Ừ.